chuyện không của riêng ai. Nhiều thanh niên khóc một dòng sông bởi nỗi ám ảnh mang tên Tết về. Mừng tuổi các cháu bao nhiêu là đủ, dọn nhà đến bao giờ mới hết việc? Ngủ hoài! Dạ? Mẹ kêu ra phụ mẹ bưng chậu bông vô kìa. Rồi bưng chậu bông hả? Đưa lên đây. Đây bưng vô. Để tao phụ cho. Rồi phụ hả? Rồi, bưng đâu vậy? Lên đây hả? Đó. Rồi. Cái này luôn hả? Rồi. Con. Ăn hoài. Mẹ kêu ra quét nhà kìa. Nhà nữa hả? Mẹ nói mày á. Trời, mới về quê ăn Tết mà kêu hoài trời. Mày quét ở đây nè. Mẹ kêu mày quét sạch mấy cái hộp kiến dương á. Rồi. Để tao phụ cho. Mẹ kêu mày quét bên kia nữa kìa. Rồi. Để đây tao phụ cho. Rồi vô, mẹ kêu mày quét trên bàn thờ kìa. Rồi quét trên đây nữa hả? Để vô, mẹ kêu làm cho mày. Rồi. Mẹ kêu mày đi xuống rửa chén luôn kìa. Xuống rửa chén hả? Rồi. Ôi, mẹ kêu mày đi ra bàn thờ kìa, Đây. Mới ngồi xuống luôn. Mẹ nói mày làm đó. Rồi. Mẹ nói mày phải lau sạch vô. Mẹ kêu mày lau ghế này luôn nè, hai cái ghế nè. Rồi. Hai cái kia luôn, mẹ kêu mày làm á. Rồi. Trời, sao kêu về quê ăn Tết mà sao làm dữ vậy trời. Trời ơi, mệt quá. Mẹ kêu mày xuống đi bưng cái chậu cành mà mai vô nè. Trời gì nữa. Không. Mẹ kêu mày bưng vô đó. Mày bưng đi là tao phụ, mày bưng đi tao phụ cho. Phụ. Tao phụ. Trời ơi, là phụ chưa? Là phụ chưa? Là bưng vô. Rồi. Mẹ kêu mày đỡ lên tao phụ cho. Rồi để nó đi xuống đây mẹ kêu nữa nè. Trời gì nữa vậy trời. Về quê đi chơi, về quê ăn Tết hay là về quê làm việc đi trời. Trời ơi, bắt làm hoài à, thảnh thôi lúc Tết đi trời ơi. Mẹ ơi, nãy giờ con làm hết trơn luôn mẹ. Mình con làm hết luôn. Ôi, con gái của mẹ thiệt là ngoan, giúp giả cho con. Vô đây mẹ thiệt thường yếm đau. Dạ mẹ. Vô đây. Con làm mẹ. Mẹ. Tự nhiên tới Tết, gần tháng lương có 5,5 triệu mà tới 30 đứa cháu lận. Thánh thiền ơi. Rồi bây giờ nó tính nó chút một cái, đứa cho 2,000 thì ba mẹ nó cự, cho 5,000 thì tiếc tiền, 10,000 thì cũng phải cho chọn lọc. Bây giờ căng thẳng lắm, tới Tết là phải suy nghĩ coi lì xì mấy đứa cháu như nào. Bởi vì cũng đâu có dám gì. Thôi chú ý mấy đứa nhỏ ơi, lọc lá là vui vẻ là tránh nha. Đừng có cho tiền xong rồi mở ra coi bao lì xì, thấy ít tiền quá chữ ra nói trước đỡ mít lòng ạ. Vậy hen. Thank you. Phải nói đây là câu chuyện không của riêng ai. Nào là chuyện lì xì dàn cháu nhỏ ở nhà cho đủ với đồng lương có 5 triệu, rồi hay là chuyện dọn nhà từ nhà trên xuống dưới mãi chẳng hết việc. Nhưng anh em công nhận với tôi đi, không có những điều này, Tết làm sao mà trọn vẹn đúng không? Thôi thì còn khoảng 20 ngày nữa là Tết rồi, anh em chuẩn bị tinh thần, dọn dẹp hết công việc để thảnh thơi lướt Tết và xem hàng nghìn nội dung Tết đặc sắc trên TikTok thôi nào.